cái ngay đây mà đông rồi. Đâu à? Thôi, đổ về, Bây giờ, 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 bây giờ
Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho các nghệ sĩ và diễn viên của nhà hát chèo Hà Nội, thưa quý vị. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ, các diễn viên của nhà hát chèo Hà Nội đã mang đến cho chương trình những tiết mục rất hay, đặc sắc và độc đáo. Kính thưa toàn thể quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức bài hát văn Thăng Long Hà Nội nghìn năm. Từ xưa, hát văn và hát chầu văn được coi là một loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc của Việt Nam. Đây là loại hình âm nhạc do nhân dân ta sáng tạo để phục vụ cho văn hóa người Việt với truyền thống đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Hát văn và hát chầu văn đặc biệt phù hợp với văn hóa tín ngưỡng, ghi nhớ và ca ngợi công ơn các bậc thánh nhân có công với nước, với dân, ca ngợi công ơn cha mẹ và các tinh hoa văn hóa khác của người Việt được lưu truyền và phát triển trên mọi miền đất nước. Hát chầu văn chứa đựng nhiều tinh hoa văn hóa dân gian, phong phú về điệu thức, có sức truyền cảm, lôi cuốn, mô tả về thân thế sự nghiệp các bậc nhân thánh, nhân thần ở các bản văn mà các cung văn đã thể hiện. Nội dung các bản văn còn nói lên công đức của các ngài đối với dân, với nước, cũng là tấm gương cho mọi người sống và làm việc hướng thiện, đả phá sự tàn ác và gian dối. Hát văn thường là những bài